Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh khóc nghẹn phát hiện kỷ vật đặc biệt trong phòng của ba. Hầm chết địa gia, Vũ Linh chết địa Tiến. Mình xin sửa một chút câu tục ngữ, hầm chết địa gia, người ta chết địa Tiến, bởi nó đúng đến 100% khi nói về ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. Vũ Linh không chơi Facebook, Zalo, TikTok, không xài điện thoại cảm ứng, không kênh YouTube riêng. Khó ai có thể phỏng vấn được ông Hoàng Hồ Quảng Vũ Linh để đăng báo. Ông Hoàng Hồ Quảng Vũ Linh có thể ngồi kể say sưa nhiều câu chuyện không đuôi không đầu, nhưng sau đó thòng một câu, không được đăng báo, có gì tôi chối là ráng chịu à nha. Vậy đó mà vở cải lương video nào của Vũ Linh là khán giả mê mệt, sân khấu nào có Vũ Linh là cháy vé. Bởi vì Vũ Linh luôn giữ cái tiếng của mình trong trái tim của hàng triệu khán giả, chứ không cần công nghệ bắt trend nào. Vũ Linh là một huyền thoại khi còn sống, khi mất đi, đám tang của Vũ Linh cũng là một huyền thoại, ngôi mộ của Vũ Linh cũng sẽ là một huyền thoại. Tôi tin chắc rằng những ai ăn cơm tổ, những ai theo nghệ thuật cũng đều mong được cái tiếng như Vũ Linh khi trả hết nợ dâu về với vợ. Những bạn đã lỡ làm những cái clip kiểu hát quay MV tại mộ Vũ Linh, uống bia cùng Vũ Linh tại mộ, chài lết xỉu lên xỉu xuống, vòng nhập tại mộ Vũ Linh, làm ơn dừng lại đi. Cuộc sống vô thường lắm, tiền cũng vậy, có đó, mất đó, nhất là những đồng tiền kiếm trên xác người mất. Hãy làm tấm gương của Vũ Linh mà soi, mất đi rồi mà cái tiếng vẫn còn hoài, còn mãi. Hôm nay vào phòng để dọn dẹp lại căn phòng mà ba Vũ Linh đã từng ở, từng kỷ vật, hình ảnh, ngay cả đôi dép của ba vẫn còn đây mà giờ ba đã đi đâu rồi. Con nhớ ba nhiều lắm, đêm nào nghĩ về ba con cũng khóc nghẹn vì thương. Còn nhớ lúc nhỏ, đi đâu làm gì ba cũng nhớ đến đứa con gái bé nhỏ này mà mua quà, mua sách cho con. Đến khi lấy chồng, ba cũng là người nắm tay con bước đi trong lễ cưới, dặn dò chồng hãy yêu thương con như ba thương con vậy. Ba luôn tạo cho con cảm giác ấm áp và được che chở, không bao giờ để con cảm thấy mình không phải là con ruột của ba. Căn phòng nghệ sĩ Vũ Linh lạnh lẽo buồn thực sự khi đã vắng bóng ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Những bức ảnh thời trẻ và một đồ vật đi diễn lúc trẻ của ông. Nhìn căn phòng mà chị Loan khóc nghẹn, dọn dẹp lại một chút thì chị phát hiện một cuốn sổ nhật ký đã cũ cùng một tấm hình và chiếc nhẫn khắc trái tim phía trên. Tất cả được cất kỹ trong chiếc hộp nhỏ. Lặng lẽ chị mở cuốn sổ ra, thật không ngờ đó là cuốn nhật ký tình yêu viết cho một người con gái tên Tố Quyên, còn kèm theo tấm ảnh đã cũ. Cô gái trong ảnh chừng 20 tuổi, rất xinh đẹp và có nụ cười mê hồn. Thì ra ba là một người giỏi che giấu cảm xúc của mình đến vậy. Đến bây giờ thì ba mất đi, con gái mới biết trong tim ba vẫn luôn thương nhớ một người phụ nữ. Ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc đầy đủ vợ chồng con cái. Thế nhưng đến bây giờ thì ba ra đi, ba vẫn ôm giữ một bóng hình, một mình cô đơn đến như vậy. Cuốn nhật ký đã cũ, chữ cũng nghe đi rất nhiều, nhưng nhìn thì có thể thấy ba viết nó từ những năm 90, thể hiện tình yêu da diết mãnh liệt với người con gái kia. Hồng Loan cho biết cô không muốn xâm phạm đời tư của ba, dù sao thì ba Vũ Linh đã muốn giấu kỹ cho đến lúc mất cũng không muốn cho ai biết. Tôi sẽ khóa kỹ chiếc tủ này và cất chiếc hộp đó. Nếu biết sớm tôi sẽ để những kỷ vật này được chôn cùng với ba, thương ba vô cùng vì chúng con mà đã hy sinh cả một đời như thế. Công cha như núi Thái Sơn, con dù đi hết nghĩa tình vẫn mang. Cha đi để lại tiếc thương, lòng con nhớ mãi ân tình của cha. Thời trẻ, nghệ sĩ Vũ Linh vô cùng điển trai, phải nói rằng đến một người phụ nữ lớn tuổi cũng mê đắm cái vẻ đẹp ấy. Thế nhưng đường tình duyên lại lận đận và trắc trở quá. Lúc yêu cuồng nhiệt thì lại bị gia đình cô gái cấm cản. Lúc thương hết mình thì sự nghiệp đang lên. Đến lúc muốn kết hôn thì vướng bận gia đình. Bây giờ con mới biết ba thầy một gia đình nhỏ như thế nào. Vậy mà suốt mấy chục năm qua vẫn cứ âm thầm. 2 năm gần đây, chắc hẳn khán giả đã thấy nghệ sĩ Vũ Linh gầy hẳn, không còn được nhanh nhẹn như lúc trước, nhưng lúc nào ông cũng giữ tinh thần lạc quan cho con cháu. Có những người còn đến tận nhà nhờ ông chỉ dạy, mặc dù bệnh nhưng ông Hoàng Hồ Quảng vẫn hết lòng hướng dẫn tận tình cho những người đàn em và con cháu của mình. Ông không nhận đệ tử, cũng không muốn làm thầy, nhưng ai cần gì thì ông sẽ giúp. 65, cái tuổi mà người ta vẫn còn có thể minh mẫn, khỏe mạnh để sống vui vầy cùng con cháu, nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người nghệ sĩ đáng mến của chúng ta. Thật chẳng còn nỗi đau nào có thể hơn thế nữa. Cải lương đang hấp hối, cải lương lạc hậu thuộc lùi trong nhiều sóng hôm nay, cải lương đã hết thời. Đó là hàng loạt nhận định tiêu cực của số đông khi nói về cải lương bây giờ. Thế nên khi vở cải lương hay các sự kiện, dự án liên quan đến cải lương xuất hiện hàng loạt gương mặt trẻ ở cả vị trí chủ tọa lẫn khán giả, ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Để có được những tín hiệu vui đó là cả hành trình dài đầy nhọc nhằn, gian nan. Bởi ai cũng biết, các bạn trẻ được coi là đối tượng khán giả khó tính nhất của sân khấu cải lương. Trong một cuộc khảo sát nhanh, tiến sĩ Đào Lê Na, trưởng bộ môn sáng tác và phê bình sân khấu điện ảnh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra rất nhiều nguyên nhân khiến giới trẻ không mấy hào hứng với loại hình nghệ thuật này. Thứ nhất, giữa vô vàn các loại hình nghệ thuật khác hấp dẫn, sinh động, cải lương tạo ra ít cuốn hút về khâu kịch bản lẫn hình ảnh, kỹ xảo. Thứ hai, nhịp sống năng động gấp gáp khiến giới trẻ thời nay thường ưu tiên cái gì nhanh nhạy, chứ không thích rề rà, chậm chạp. Trong khi đó, thời lượng để xe một vở cải lương khá dài, thông thường khoảng 3 đến 4 tiếng. Họ khó có đủ kiên nhẫn, thay vì xem cải lương, họ chọn xem phim ở rạp, chỉ mất tối đa 2 tiếng là xong. Ngoài ra, có quá ít các vở cải lương bám sát đời sống hiện nay nên người trẻ không tìm thấy mình trong đó. Hơn 100 tuổi đời, cải lương bỗng trở thành ông lão lụ khụ kể lể hoài những chuyện cũ xa lắc xa lơ. Vấn đề diễn viên cũng là một điểm trừ khiến người trẻ thờ ơ với cải lương. Do có quá ít diễn viên trẻ nên nhiều vai nam nữ tú 18, đôi 10 đều do cô chú 40-50 tuổi kiêm nhiệm. Kiểu cơ sừng làm nghé này khiến khán giả cảm thấy vở diễn gượng gạo, không thật, thậm chí là buồn cười. Cũng có người thừa nhận đôi khi tò mò thử vào xem cải lương nhưng chỉ được vài ba phút là thấy hoa mắt chóng mặt vì không hiểu lắm. Vậy là họ bỏ qua, coi cái khác cho nhẹ đầu. Chúng ta luôn miệng chê bai thị hiếu công chúng thấp kém, kêu ca họ thờ ơ với nghệ thuật chất lượng cao, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống và hàn lâm. Nhưng rõ ràng làm sao đòi hỏi cao được khi bản thân khán giả không được đào tạo, hướng dẫn cách hiểu ngôn ngữ nghệ thuật một cách cơ bản. Đã không hiểu thì sao bắt xem và yêu. Nếu các nước trên thế giới chú trọng giáo dục nghệ thuật cho học sinh, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ chăm chăm cho học sinh nhồi nhét các môn khoa học mà xem nhẹ việc giáo dục nghệ thuật. Cải lương cũng không ngoại lệ. Như một nỗ lực kéo khán giả trở lại gần với nghệ thuật cải lương, nhiều nghệ sĩ, đơn vị tư nhân chủ động tổ chức các khóa học, dự án cộng đồng hay quảng bá bằng các hình thức nghệ thuật khác. Trong số đó, không ít dự án do chính những người trẻ cầm trịch. Nhắn đến Leon Quang Lê, người ta nhớ đến ngay một chàng đạo diễn trẻ tuổi tài ba làm nên tiếng vang của phim điện ảnh Sông Lan. Đây có thể coi là bộ phim điện ảnh đầu tiên làm về đề tài cải lương, theo tiết lộ của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, đồng biên kịch phim Sông Lan với Leon Quang Lê. Dù sinh sống ở Mỹ nhưng Leon rất mê cải lương, hễ nghe một điệu đơn ca tài tử là cậu ấy lại nhớ quê hương da diết. Cậu mê đến nỗi nhà trong xe hơi cũng chỉ để duy nhất cải lương. Do đó tôi không ngạc nhiên khi Leon đề nghị tôi cùng cậu làm một bộ phim tâm huyết về đề tài này, chị cho biết. Đến nay, Sông Lan đã đoạt hơn 50 giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Nhiều người đánh giá thành công của Sông Lan góp phần quảng bá cải lương rộng rãi hơn, đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là tiếp cận khán giả trẻ. Nhưng đạo diễn Leon Quang Lê tâm sự, thú thực tôi làm Sông Lan không nhằm mục đích quảng bá, giáo dục hay bảo tồn cải lương. Đơn giản là tôi muốn thử nghiệm góc nhìn của mình để chờ xem mọi người có phản ứng giống mình hay không. Tôi làm bộ phim này với tâm thế của một người hâm mộ cải lương, chứ không phải tâm thế của một người trong nghề. Góc nhìn của tôi là góc nhìn của người ngoài nhìn vào nên nó sẽ khách quan và công tâm hơn. Cũng là một người trẻ tâm huyết với cải lương và muốn níu kéo các sinh viên, học sinh của mình trở lại với loại hình nghệ thuật tinh hoa này. Từ năm 2019, tiến sĩ Đào Lê Na đã triển khai nhiều khóa học thuộc dự án Junior Arts Project. Bên cạnh khóa học trở thành nghệ sĩ cải lương dành cho các bạn trẻ mồ côi, hoàn cảnh kém may mắn, thì gây ngạc nhiên nhất là khóa học đào tạo khán giả cải lương. Tiến sĩ Đào Lê Na chia sẻ, khóa học có 8 buổi và thu hút hơn 50 bạn trẻ. Lúc mới mở, chúng tôi nhận vô số ý kiến trái chiều, đa số mọi người đều thắc mắc, coi cải lương mà cũng cần phải được đào tạo sao? Người xưa tôi coi cải lương đều hiểu hết, có cần phải học gì đâu. Mọi người không hiểu rằng, ngày xưa do quá ít loại hình nghệ thuật để chúng ta giải trí, nên gần như chúng ta phải coi cải lương theo bố mẹ, ông già. Kinh nghiệm ông bà truyền đạt lại giúp chúng ta hiểu và yêu cải lương. Giờ thì có quá nhiều loại hình nghệ thuật ra đời, khiến các bạn trẻ bị cuốn theo. Khi thử xem lại cải lương, các bạn cảm thấy nó rề rà và khó hiểu. Đã không hiểu thì làm sao bắt các bạn phải xem và yêu cải lương cho được. Thế nên chúng tôi phải mở lớp để các bạn được tìm hiểu về lịch sử và ngôn ngữ sân khấu cải lương. Dưới sự giảng dạy của nghệ sĩ Nhân Dân Bạch Tuyết, tiến sĩ Lê Hồng Phước, nghệ sĩ Huỳnh Khải, các bạn hiểu được từng cử chỉ, điệu bộ, lời ca, giai điệu trong một vở diễn có ý nghĩa sâu xa như thế nào. Thông qua khóa học, các bạn còn nhận ra sự khác biệt giữa cải lương Việt Nam và kênh kịch Trung Quốc. Sau khóa học, các học viên cũng đã cùng nhau dựng một vở cải lương ngắn nói về thời đại trí tuệ nhân tạo. Khỏi phải nói, thầy cô đứng lớp và ban tổ chức đã mừng vui như thế nào khi họ thấy sự trưởng thành rõ rệt của một lớp khán giả tiềm năng. Tiến sĩ Đào Lê Na cho biết, thời gian tới, Jumer Arts Project sẽ tiếp tục mở lớp khi tình hình dịch bệnh ổn định. Ngoài thành công của khóa đào tạo khán giả cải lương, mới đây Jumer Arts Project còn kết hợp với Hội đồng Anh phát động chiến dịch online Cộng đồng kể chuyện cải lương. Chiến dịch tập trung kêu gọi người trẻ chia sẻ ký ức hoặc cảm nhận về cải lương thông qua nhiều hình thức đa dạng như văn chương, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, video, đồ họa. Chiến dịch kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 và khép lại với lễ công bố giải thưởng vào trung tuần tháng 1 vừa qua. Điều thú vị là 4 hạng mục giải thưởng mang tên 4 vở cải lương kinh điển đã in dấu trong lòng nhiều thế hệ. Giải Đôi Mắt Người Xưa là giải dành cho các bài viết nêu cảm nhận hay ký ức của mình về nghệ thuật cải lương. Với tâm tình xúc động và pha chút tinh nghịch trong bài viết, ba mẹ đã dụ dỗ mình vào con đường đam mê của nhạc như thế nào. Bạn Bùi Huỳnh Khánh Tường là chủ nhân của hạng mục này. Không chỉ số lượng thí sinh tham gia mà chất lượng tác phẩm dự thi cũng khiến ban tổ chức đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đặc biệt là ở giải Gió Giao Mùa. Đây là một quy tụ các sản phẩm sáng tạo được lấy cảm hứng từ các vở cải lương. Chính vì thế các bạn trẻ tha hồ nhào nặn, thể hiện phong cách cá tính riêng như làm mới cách hát giả của Hoài Lan, lập website kể chuyện cải lương, dịch sang tiếng Anh vở cải lương Chân Mệnh, sáng tác truyện ngắn lấy cảm hứng từ vở Sân Khấu Về Khuya kể chân dung nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trong vở Đời Cô Lựu, bài thơ cảm tác từ vở Tiếng Hạt Trong Trăng, giải Tiếng Hò Sông Hậu, giải Truyền Thông và giải Tấm Lòng Của Biển do khán giả bình chọn đều tìm được chủ nhân. Theo giới chuyên môn, chiến dịch này đã góp phần kéo người trẻ đến gần với cải lương nhờ sự tương tác gần gũi và trao quyền để họ thành chủ thể sáng tạo và đối thoại. Nhờ các hình thức sáng tạo đương đại trên nền tảng mạng xã hội và sự đối thoại thẳng thắn, khách quan từ người trẻ, những ai yêu cải lương sẽ biết nên làm gì để bảo tồn và đưa cải lương trở lại thủa vàng son giữa thời hội.